Xin chào quý vị nhà đầu tư. Thì hôm nay tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam, sẽ hướng dẫn và cùng trao đổi với quý vị và các bạn cách tính giá điều chỉnh ngày đặc biệt của cổ phiếu và ứng dụng vào đầu tư chứng khoán như thế nào. Cũng như chúng ta sẽ trả lời thêm câu hỏi: cổ phiếu trả cổ tức thì nó điều chỉnh vào giá chúng ta, vậy đầu tư cổ phiếu có cổ tức nó có ý nghĩa gì hay không? Trước tiên là cách tính giá cổ phiếu vào ngày đặc biệt, đó là ngày cổ tức bằng tiền mặt. Ví dụ như là ngày thứ 6 mà doanh nghiệp có chốt trả cổ tức chẳng hạn bằng tiền mặt thì giá ngày hôm ý là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ cùng vào công thức như sau. Gọi PTC tức là giá tham chiếu tại ngày chốt quyền nhận cổ tức thì sẽ bằng giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó trừ đi giá trị cổ tức bằng tiền mặt. Ví dụ cổ phiếu RE chốt quyền trả cổ tức ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020 vừa rồi với cái cổ tức là 1.600 đồng một cổ phiếu, giá đóng cửa phiên trước đó là 34.450 đồng một cổ phiếu. Vậy giá tham chiếu vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020 sẽ bằng giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó trừ giá trị cổ tức, tức là 34.450 đồng trừ 1.600 đồng. Tức là giá tham chiếu ngày hôm sau còn 32.850 đồng. Rất nhiều người bất ngờ bảo: ô, hôm trước tôi mua giá 34 cơ mà, 34.4 cơ mà, sao hôm nay giá tham chiếu còn có 32.8, tôi lỗ mất 1.600 rồi. Thực ra không phải, đó là khi chúng ta nhận được cổ tức thì giá nó điều chỉnh lại chính bằng cái lượng cổ tức đó. Và cái nguyên tắc này chúng tôi gọi là nguyên tắc tổng lợi ích không thay đổi trước và sau chia cổ tức. Nói tóm lại, bạn mua trước cổ tức hay bạn mua sau cổ tức thì cũng như nhau thôi. Đó, nếu mua sau cổ tức thì giá thấp hơn nhưng bạn không nhận được cổ tức, còn mua trước cổ tức thì giá cao hơn nhưng bạn lại nhận được cổ tức. Đó, thì đấy là cách tính giá tham chiếu của ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, đó là cách tính giá đặc biệt của cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu. Chúng ta vẫn thường nghe nói rất nhiều đến cái việc gọi là doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu hay thưởng cổ phiếu. Thì bản chất của hai cái này về cơ bản là giống nhau. Nó chỉ khác nhau là cái nguồn để trả cổ tức bằng cổ phiếu đó chính là phải có lợi nhuận sau thuế. Còn nguồn thưởng cổ phiếu đó là thặng dư vốn cổ phần. Mà thặng dư vốn cổ phần chỉ có khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ra bên ngoài với giá cao hơn 10.000, phần cao hơn gọi là thặng dư cổ phiếu. Đó. Thì vậy thì cách tính giá tham chiếu ngày chốt quyền cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu hoặc cả hai như thế nào? Thì công thức ở dưới đây sẽ giải quyết điều đó. PTC là giá tham chiếu ngày chốt quyền thì sẽ bằng PRT-1, tức là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền, chia cho 1 cộng Y, thì Y đây là tỷ lệ cổ phiếu thưởng hoặc là tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu. Thì ví dụ MWG ngày 16 tháng 11 năm 2018 đóng cửa là 107.2 và ngày kế tiếp, tức là đây là ngày thứ 6 này, ngày kế tiếp thì sau 2 ngày nữa thì đấy là ngày 19 tháng 11 năm 2018 thì MWG chốt chia cổ phiếu tỷ lệ 31, tức là nó là khoảng 33.33%. Vậy thì giá tham chiếu sẽ bằng giá ngày ngay trước ngày chốt, đó là 107.2 chia cho 1 cộng Y và 1 và cộng Y ở đây là tỷ lệ cổ phiếu thưởng, tức là 1/3, tức là 33.33% đấy. Thì chúng ta sẽ có giá tham chiếu ngày 19 tháng 11 năm 2018 là 80.4 nghìn đồng một cổ phiếu. Đấy là cách tính cổ giá đặc biệt vào ngày chia cổ tức bằng cổ phiếu hay thường cổ phiếu. Tiếp theo, cách tính giá tham chiếu ngày phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau. PTC tức là giá tham chiếu tại ngày chốt quyền đó sẽ bằng PRT-1, tức là giá cổ phiếu ra chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền cộng với 1 cộng PR. Đó, Y cộng, à quên, đúng rồi, cộng với Y nhân với PR ạ. Y đây là tỷ lệ
tăng vốn hay tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. PR tức là giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới này là bao nhiêu. Thì trường hợp Hòa Phát ngày 15 tháng 6 năm 2017 đóng cửa là 32.4. Ngày kế tiếp là ngày 16 tháng 6 năm 2017 chốt phát hành cổ phiếu tỷ lệ 5:1, tức là có 5 cổ phiếu cũ thì được mua một cổ phiếu mới với giá 20. Thì như vậy giá tham chiếu của ngày 16 tháng 6 năm 2018 sẽ bằng PRT-1, tức là giá ngày phiên trước đấy, đó là 32.4 cộng với Y nhân PR. Y ở đây là tỷ lệ tăng vốn, tỷ lệ phát hành thì là 5:1, tức là tỷ lệ 20% thì là 0.2 đấy ạ. Được chưa? Còn PR tức là giá phát hành là giá 20.000. Được chưa? Chúng ta cộng lại, sau đó chúng ta chia 1 cộng Y, tức là 1 cộng với 0.2. Thì chúng ta ra giá tham chiếu ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Hòa Phát là 30.330 đồng. Đó, 330 đồng. Đúng chưa? Nhưng mà do là ở HO có cái giá lẻ đặc biệt, thế thành ra là nó sẽ làm tròn lên. Đó. Thì đấy là về cái giá tham chiếu ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tiếp theo, vừa trả cổ tức bằng tiền, vừa trả cổ tức bằng cổ phiếu thì sao? Thì cái giá tham chiếu của ngày chốt quyền sẽ bằng giá của ngày trước chốt quyền trừ đi cổ tức bằng tiền và chia cho 1 cộng Y. Y đây chính là tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu. Đó. Ví dụ FPT ngày 12 tháng 5 vừa rồi, cách đây khoảng độ nửa tháng, có giá đóng cửa là 54.4. Ngày kế tiếp là ngày 13 tháng 5 thì là ngày chốt phát hành cổ phiếu cổ tức tỷ lệ 15% và 1.000 tiền mặt. Vậy giá tham chiếu ngày 13 tháng 5 năm 2020 là bao nhiêu? Chính là bằng 54.400 đồng trừ đi 1.000 cổ tức tiền mặt đã. Sau đó ta chia cho 1.15, tức là 1 cộng Y đấy ạ. Thì chúng ta ra giá tham chiếu của ngày 13 tháng 5 năm 2020 là 46.4. Như vậy người mua vào ngày 12 tháng 5 2020 giá 54.4 thì tương đương với việc giá vốn nó còn là 46.4 ngày 13 tháng 5 thôi. Bởi vì sao? Người ta vừa nhận 1.000 tiền mặt vào túi rồi, người ta lại nhận thêm 15% cổ phiếu nữa. Thế thành ra không có bị thiệt đâu ạ. Ngay ngày hôm đó tôi gặp được rất nhiều các cái câu hỏi của các nhà đầu tư. Ôi hôm trước giá 54.4 sao hôm nay nó giảm sâu thế? Nó còn có 48.49. Thực ra 48.49 chính là nó đang tăng giá rất mạnh đấy ạ. Rất mạnh. Bởi vì giá tham chiếu nó có 46.4 thôi. Và quý vị đang có lãi đấy chứ không phải quý vị bị lỗ. Đó, nếu hiểu được các cái nguyên lý tính này thì các quý vị và các bạn sẽ không bị bất ngờ và đặc biệt là có thể tận dụng các cơ hội để có thể đầu tư cổ phiếu một cách hiệu quả. Đó. Vậy thì có những người lại hỏi tôi rằng giá cổ phiếu bị điều chỉnh khi nhận cổ tức, vậy mua cổ phiếu có cổ tức thì có ý nghĩa gì không? Trường hợp như cổ phiếu RE chẳng hạn, mua giá 34.450 đồng trả 1.600 thì hôm sau giá điều chỉnh còn có 32.850 đồng, chả được lợi gì cả. Thậm chí chúng ta nhận cổ tức chúng ta lại phải mất 5% thuế trên cái 1.600 cổ tức, tức là chúng ta mất 80 đồng, đúng không? Vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Tại sao người ta lại thích mua cổ phiếu bằng cổ tức? Tại sao? Đó, thì rất nhiều người đặt câu hỏi như thế và họ còn khinh miệt những cổ phiếu trả cổ tức cơ. Tuy nhiên, theo AZFIN chúng tôi với kinh nghiệm cũng như kiến thức mười mấy năm của chúng tôi trên thị trường thì nhận thấy rằng điều đó nó chỉ phù hợp trong ngắn hạn mà thôi. Bởi vì sao? Một cổ phiếu giả định như RE chẳng hạn giá 32 đi, và giả định nó chỉ trả 1.600 một năm đi, thế chả nhẽ là nó trả khoảng độ 20 năm 1.600 thì giá cổ phiếu RE chả nhẽ lại về không? Có về không ạ? Không hề đâu ạ. Mà khi chúng ta mua một cổ phiếu tốt có cổ tức đều đặn thì sau khi chúng ta mua, chúng ta hưởng cổ tức xong, cổ phiếu giá nó mà điều chỉnh về mức hấp dẫn thì người ta lại đẩy giá cổ phiếu đó lên mà thôi. Đó, thế thành ra không phải là chúng ta mua cổ phiếu có cổ tức là không có ý nghĩa đâu, mà nó vô cùng có ý nghĩa. Những minh chứng có thể cho chúng ta biết, ví dụ như là các cổ phiếu như PPC chẳng hạn,
hay NTC chẳng hạn, nó trả cổ tức tiền mặt rất nhiều. Sau khi trả cổ tức tiền mặt rất nhiều đó, giá cổ phiếu điều chỉnh nó lại trở lên hấp dẫn và người ta lại đẩy giá cổ phiếu lên, và nó lại trả cổ tức, nó lại điều chỉnh xuống và người ta lại đẩy giá cổ phiếu lên nếu nó hấp dẫn. Và cuối cùng, cái kết luận cuối cùng cho cái việc này đó là những cái cổ phiếu mà có cổ tức đều tốt, thậm chí tăng trưởng, thì về cơ bản là những cổ phiếu rất tuyệt vời để chúng ta mua. Và chúng ta ăn cổ tức nó rất có ý nghĩa đấy ạ. Bởi vì ăn xong cổ tức thì nếu giá nó điều chỉnh rẻ quá thì nhà đầu tư lại đổ xô vào mua, lại đẩy giá nó lên cao lên. Thì minh chứng rõ nhất đó chính là cổ phiếu FPT vừa rồi. Đó, chúng ta có thể thấy ở trên đây ạ, tôi đã trình bày đấy ạ. Giá đóng cửa ngày 12 tháng 5 năm 2020 là 54.4. Giá phiên kế tiếp là chốt quyền đây thì giá tham chiếu chỉ 46.4 thôi. Nhưng mà do hôm đó người ta thấy giá cổ phiếu trở nên rẻ hơn, hấp dẫn hơn, người ta đã trả tới 49.3 nghìn, tức là chúng ta đã lãi được 2.900 đồng, lãi hơn 6% chỉ trong một phiên, rất hấp dẫn. Và về lâu về dài, nếu FPT vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh tốt, trả cổ tức cao, thì giá cổ phiếu lại lên lại 50, 55, thậm chí 60 trong một năm tới, và nó lại trả cổ tức thì nó lại điều chỉnh về 4 mấy. Và nếu nó còn tăng trưởng tốt, còn trả cổ tức tốt, nó lại tăng bật lên. Thì lịch sử cho thấy cổ phiếu FPT này rất hay. Thường nó lên khoảng độ 50 hoặc gần 50 hoặc hơn 50, trả cổ tức về quanh 40. Rồi một thời gian sau nó lại tăng trưởng trở lại. Bởi vì nguyên nhân nó làm ăn rất hiệu quả và nó trả cổ tức đều đặn. Và khi trả cổ tức, cổ phiếu nó lại trở nên rẻ hơn trong định giá. Và người ta lại nhảy và người ta mua. Chính vì thế cho nên việc kết luận rằng việc mua cổ phiếu trả điều chỉnh cổ tức nó trừ đi của chúng ta chả có ý nghĩa gì cả, tốt nhất không mua, đấy là một sai lầm vô cùng lớn, vô cùng lớn. Đó, như tôi ví dụ trường hợp RE chẳng hạn, giá 32.000 chả nhẽ các bạn nghĩ rằng các bạn nắm 20 năm nó trả mỗi năm 1.600 cổ tức, thế là giá cổ phiếu còn không? Không, bởi lúc ý công ty hoạt động vẫn cực tốt, vẫn tuyệt vời chẳng hạn, thì giá vẫn là 3x hoặc là giá thậm chí 4x, 5x cơ, chứ không phải là điều chỉnh về không. Đó là giải thích cho rất nhiều người thắc mắc và tranh cãi nhau của việc là mua cổ phiếu cổ tức có nhận được gì không. Nhận được rất nhiều từ các bạn đó. Và tận dụng cái việc những ngày chốt đặc biệt như thế nào trong cái việc đầu tư. Thì chúng tôi nghiên cứu nhiều năm nhận thấy rằng một số người họ đầu tư ngắn hạn, ví dụ như FPT chẳng hạn, thì trước ngày chốt họ bán đi rồi. Bởi vì sao? Họ sợ rằng cái cổ phiếu thưởng 15% kia nó còn lâu mới về, thông thường là khoảng 2 đến 3 tháng mới về cơ. Thế là họ bị kẹt tiền ở đấy. Thế do đó họ bán ngay ngày trước đó đi. Chính vì thế nó có giá thường khá hấp dẫn. Đó. Và thứ hai là sau ngày chốt thì nhiều người nhìn thấy giá cổ phiếu rẻ hơn và họ nghĩ là mua có lợi hơn. Cũng giống như trường hợp FPT vừa xong, tôi có ví dụ. Giá phiên ngày 12 rõ ràng là 54.4, nhưng mà giá hôm sau điều chỉnh cổ tức chỉ còn 46.4. Tất nhiên cái tâm lý của những người mới tham gia thị trường, họ sẽ thấy 46.4 sao rẻ thế, hôm trước 54.4 mua làm gì, hôm nay 46.4 mua có lợi chứ. Nhưng thực ra không phải, nó ngang nhau, đấy chẳng qua chỉ là tâm lý thôi. Và lợi dụng cái tâm lý này thì đối với nhà đầu tư dài hạn có nắm cổ phiếu FPT chẳng hạn, thì có thể mua cổ phiếu FPT này trước ngày chốt nếu giá cổ phiếu này vẫn còn ở mức hấp dẫn, và đợi đến hôm chốt có thể bán đúng cái lượng hàng mua thêm đó ra. Tức là chúng ta mượn cái hàng cũ chúng ta bán luôn. Bởi mua hàng thường T3 mới về mà. Thì như vậy chúng ta hưởng chênh lệch lãi rất lớn. Trường hợp vừa rồi vào cuối tháng 4 thì chúng tôi nhận thấy giá FPT cũng tương đối hấp dẫn ở vùng quanh 50. Khi chúng tôi biết chắc rằng là nó chia cổ tức 15% cổ phiếu và 10% tiền mặt, tức là công ty này nó công bố trước rồi, vào đúng ngày ý rồi. Thì tương ứng với việc chúng tôi mua giá 50 này thì nếu mà trừ đi 1.000 tiền mặt và 15% cổ phiếu thì giá vốn của chúng tôi sau chốt nó chỉ 42.6 thôi. Và thực tế là AZVIN đã mua vào và đến ngày 13 tháng 5 chính là ngày chốt quyền cổ phiếu ấy, thì AZVIN đã bán ra giá 49.000 đồng của cổ phiếu 50k. Thế tức là so với giá vốn 42.6 mà chúng tôi bán được 49 thì chúng tôi chiếm được 6.400 đồng, 400 đồng một cổ phiếu. Và thu lãi những hơn 300 triệu cơ. Thực sự hơn 300 triệu cơ. Đó. Và lãi ngay 15% sau có nửa tháng, bằng 2 năm gửi tiết kiệm. Đó. Tương tự như thế,
Với các cái cổ phiếu mà có chia thưởng nhiều, chúng tôi cũng ngắm vào những như vậy. Nếu trước khi chốt quyền ấy, giá nó vẫn đi ngang ở vùng hấp dẫn thì chúng ta có thể mua và rất mạnh. Và đến ngày chốt quyền thường tâm lý bà con thấy rẻ hơn, bà con đẩy vào mua giá tăng 5-7%, ít nhất cũng phải được 2-3%. Thế là chúng ta mua, chúng ta đảo vào. Đấy là cho kiếm được lợi nhuận rất tốt. Tiếp theo, tôi sẽ giải đáp những cái câu hỏi của quý vị nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi đến phần giải đáp câu hỏi thì có một số người hỏi tôi rằng ngày chốt cổ phiếu ấy có mua được không? Giá nó điều chỉnh thấp thế cơ mà. Thì chúng tôi đưa ra hai vấn đề là xem các bạn có nên mua hay không. Một, chỉ mua cổ phiếu khi định giá cổ phiếu đó hấp dẫn, chứ không phải vì hôm sau nó điều chỉnh cổ tức bằng cổ phiếu và tiền cảm giác thấp hơn mà mua đâu. Bởi vì giá 46.4 của FPT ngày 13 thì nó tương đương với 54.4 của ngày 12 thôi, chứ nó không rẻ hơn đâu. Đó, thế thành ra chỉ mua khi định giá hấp dẫn, chứ không phải mua khi giá mọi người thấy giá nó thấp hơn hôm trước. Rõ ràng lượng cổ phiếu nhiều hơn thì giá phải thấp hơn thôi. Đó, thứ hai, nếu các bạn đầu tư ngắn hạn thì có sẵn vị thế cổ phiếu trong tài khoản thì hãng mua ngày trước đó, những ngày trước đó nếu giá hấp dẫn. Đó là cái trao đổi của chúng tôi, mua cổ phiếu ngày đó có tốt hay không. Thì sau đây thì tôi sẽ giải đáp một số các cái câu hỏi của quý vị và các bạn. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng nhau chúng ta chat vào để tôi có thể giải đáp các bạn. Xin mời mọi người ạ. Vâng, bạn Mậu Trì còn hỏi là có trao đổi là cổ tức chỉ phù hợp với nhà đầu tư đúng nghĩa đúng không? Vâng, thực ra là nhà đầu tư đúng nghĩa hay không đúng nghĩa thì cứ hấp dẫn là cũng được đúng không ạ? Nhưng mà nói tóm lại là để làm nhà đầu tư đúng nghĩa thì chúng ta sẽ đầu tư nó hiệu quả hơn. Ô, Trường có hỏi là Đình Vũ mỗi năm trả 13% tỷ suất liệu có xứng đáng không? Đình Vũ đúng không ạ? Vâng, để chúng ta cùng xem Đình Vũ nhé. Chúng ta cùng xem cổ phiếu Đình Vũ nhé. À, Đình Vũ là trả nhiều hơn chứ nhỉ? Trả 2.500 một năm mà giá 34. Tuy nhiên con này là con cảng Đình Vũ này về cơ bản nó không còn tăng trưởng nữa. EPS nó cũng tương đối cao khoảng 5-6.000. Thì chúng tôi cho rằng là giá cổ phiếu Đình Vũ này nếu mà trả cổ tức trung bình được khoảng độ 3.500-4.000 thì hợp lý nó cũng khoảng 35-40. Còn nếu nó chỉ trả 2.500 thôi thì giá cổ phiếu cũng chỉ khoảng 30 là hợp lý thôi. Chứ nó không phải là quá là hấp dẫn với vùng này nếu mà nó không trả cổ tức cao hơn. Ok, anh Tâm hỏi HPG còn hấp dẫn không phục. Ôi giời, cái này thì nó lại hơi ngoài chủ đề một chút. Thì HPG còn hấp dẫn không thì cũng phục cũng trả lời rất rõ ở trong các cái clip trước đây. Đó là HPG nếu được chúng ta đầu tư dài hạn rất hấp dẫn. Nhưng nếu chúng ta đầu tư ngắn hạn ấy thì với giá này phục nghĩ là nó cũng không được an toàn cho lắm. Dạ. Thì nói tóm lại, Hòa Phát ấy nếu đầu tư dài hạn rất hấp dẫn. Hấp dẫn bởi sao? Bởi vì công suất của Hòa Phát trong 5 năm tới nó sẽ tăng gấp khoảng 3 lần so với năm giai đoạn 2016-2018. Thì do đó, trong 5 năm tới khi kinh tế mà nó bật trở lại sau cái vùng khủng hoảng ấy thì lợi nhuận của Hòa Phát hoàn toàn có thể đạt trên 20.000 tỷ sau thuế, thậm chí có thể đạt 25-30.000 tỷ sau thuế. Bởi vì Hòa Phát cũng có các cái mảng khác cũng khá tốt, ví dụ mảng nông nghiệp, mảng bất động sản của họ cũng khá tốt. Bên cạnh đó là nội thất chẳng hạn thì cũng tương đối ok. Đó. Thì đấy là có các cái mảng như vậy. Đó. À, bạn Đảng Trần có hỏi là chia cổ tức bằng cổ phiếu. Chia cổ tức bằng cổ phiếu có giảm tức là chia cổ tức bằng tiền có giảm EPS không? Thì câu trả lời là chia cổ tức bằng tiền không hề giảm EPS bạn nhé. Ví dụ EPS của doanh nghiệp là 5.000 đồng, giá là 50, PE 10. Thì sau chia cổ tức, giả định nó chia cả 5.000 đi chăng nữa, thì EPS của nó vẫn là 5.000. Bởi vì hai cái này nó hoàn toàn độc lập nhau, nó không liên quan gì đến nhau. Được chưa? EPS là bằng lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu. Còn cổ tức chính là cổ tức. Và cổ tức chỉ trả được cổ tức khi có lợi nhuận sau thuế. Và nếu bạn trả cổ tức thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của bạn sẽ giảm xuống. Ví dụ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của
năm vừa rồi là nó có lợi nhuận sau thuế là 500 tỷ sau khi trừ phúc lợi khen thưởng, cộng thêm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của những năm trước là 1.000 tỷ chẳng hạn, thì tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.500 tỷ. Nếu mà chúng ta trả cổ tức 500 tỷ đi thì nó vẫn còn 1.000 tỷ. Đó, thì tức là nếu trả cổ tức bằng tiền mặt thì nó sẽ làm giảm cái lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chứ nó không làm giảm EPS. Đó. À, bạn Huy có đầu tư cổ tức thì VAV là một trong những doanh nghiệp rất tốt rồi. Đây là doanh nghiệp nước, đặc biệt nó cấp nước ở các cái vùng có cái tốc độ đô thị hóa rất nhanh, phát triển rất nhanh, như là khu vực Mỹ Đình, khu vực Thanh Trì, Cầu Giấy, Thanh Xuân, vân vân. Thì công ty VAV này phát triển rất là mạnh và bền vững. Đó, và nó có lợi thế độc quyền ở khu nó cung cấp. Khi nó đào cái đường ống nước đến các khu thì không có một công ty nào có thể cạnh tranh với nó được. Đó, không có đối thủ nào cạnh tranh cả. Đào đường ống mà cạnh tranh cả. Bạn Nguyễn Văn Thanh, giá cổ phiếu dưới giá trị hợp lý bao nhiêu phần trăm thì được gọi là an toàn vậy? À, xin thưa mấy bạn, nếu bạn xác định được giá trị hợp lý thì rất tuyệt vời. Bởi vì định giá cổ phiếu nói chung nó dựa vào chủ quan rất nhiều. Dựa vào chủ quan của người đầu tư rất nhiều. Thực sự là như vậy, chứ nó không đơn giản là giá bao nhiêu cũng được đâu ạ. Đó. Thì giá trị tốt nhất chúng ta mua ấy, người ta hay gọi đó là biên an toàn, margin of safety ấy, thì chúng ta thường mua cổ phiếu với cái mức an toàn đó là chiết khấu khoảng độ, theo chúng tôi là tùy từng thời gian, nhưng mà khoảng độ 20-50% thì chúng ta nên mua. Nó tùy thuộc vào một cái vị thế của cổ phiếu như nào. Nếu mà những cổ phiếu blue chip lớn chẳng hạn thì chúng ta không mong mua được chiết khấu cao đâu ạ. Nhưng mà những cổ phiếu thanh khoản kém hơn, uy tín nhỏ hơn, độ rủi ro cao hơn thì chúng ta nên chiết khấu cao hơn. Đó, nên chiết khấu cao hơn. Đó. Ngoài ra thì ở tùy từng giai đoạn phát triển của kinh tế mà chúng ta mua. Đối với những cái giai đoạn suy thoái, khủng hoảng và đầu chu kỳ thì chúng ta nên mua chiết khấu cao hơn, ví dụ 30-50%. Nhưng đối với phát triển, giai đoạn phát triển cực thịnh của nền kinh tế thì chúng ta có thể mua cái giá cổ phiếu bằng với giá trị hợp lý luôn. Nhưng mà chúng ta phải nhanh tay bán nếu khi nó tăng cao hơn, vượt giá trị một khoảng nhất định. Thế thành ra cái vấn đề này nó còn cả là một nghệ thuật cơ. Trước tiên định giá đã là nghệ thuật rồi, sau đó hành động theo cái định giá nó cũng lại là một nghệ thuật tiếp theo. Đó. Mậu Trí có hỏi là RE năm nay theo anh giá bao nhiêu là hợp lý? Thực sự khó nói lắm bạn ạ. Còn nếu mà định giá theo một số phương pháp, chúng ta bóc tách từng mảng của RE ra, ví dụ mảng điện này, mảng nước này, mảng văn phòng cho thuê này, bất động sản này, mảng cơ điện lạnh này, thì rõ ràng cổ phiếu RE chúng tôi nghĩ rằng nó xứng đáng với giá 50. Tuy nhiên trong năm 2020 này rất khó khăn về mặt thủy văn, thì do đó thủy điện dự kiến là sẽ không mang lại lợi nhuận đủ yêu cầu. Ngoài ra thì do Covid-19 nó cũng ảnh hưởng đến mảng cho thuê văn phòng, khiến mảng này có thể giảm lợi nhuận, giảm doanh thu lợi nhuận. Tiếp theo là ngay cả mảng điện chẳng hạn thì RE cũng đang xây thêm các cái dự án điện gió vân vân, thì cái mảng này nó phải khoảng 2 năm sau nó mới có hiệu quả. Ngoài ra thì RE năm 2019 cũng mới đầu tư vào Vĩnh Sơn Sông Hình, đây là một công ty thủy điện rất lớn. Tuy nhiên Vĩnh Sơn Sông Hình thì có dự án Thượng Con Tum thì năm nay mới bắt đầu tích nước, thế thành ra lợi nhuận cũng chưa kỳ vọng trong năm nay được. Thì chúng tôi nghĩ rằng giá trị hợp lý của RE khoảng 5x. Nhưng mà trong năm nay thì cổ phiếu RE rất khó có thể lên cái vùng giá đó. Ngoài ra thì năm nay chúng ta còn phải phụ thuộc vào thị trường chung nữa. Có những lúc thị trường chứng khoán PE bằng 20-22 lần, có lúc PE bằng 8-9 lần. Thế thành ra là chúng ta cũng rất là khó để xác định được là về giá bao nhiêu. Nhưng chúng tôi đánh giá rằng FPT, RE năm nay giá có thể có lúc đạt mức 35. Bạn Bùi Công Hiếu có hỏi là ACB thì giá nào nên bán ạ? Thực sự là khó quá. Nó phải tùy thuộc vào là mục tiêu của bạn là chết đinh ngắn hạn hay bạn đầu tư dài hạn. Nếu đầu tư dài hạn thì chúng tôi cho rằng khi nào PB của ACB nó bằng khoảng 2 lần hoặc hơn 2 lần thì chúng ta nên bán. Kết hợp với đó là chúng ta cũng nên kết hợp thêm PE nó bằng khoảng độ trên 10 lần thì tôi nghĩ là bán được ACB. Đấy là nếu với mục đích đầu tư dài hạn. Dùng chỉ giáo nào để xác định điểm mua bán? Xin thưa các bạn là chúng tôi chuyên về phân tích cơ bản, thành ra là chúng tôi dùng chỉ báo đó định giá thôi.
định giá chiết khấu từ bao nhiêu phần trăm thì chúng tôi bắt đầu mua, và đến lúc nào chúng tôi mua mạnh, rồi là lúc định giá cổ phiếu lên đến giá trị hoặc vượt giá trị bao nhiêu thì chúng tôi bắt đầu bán và bán bao nhiêu phần trăm. Chúng tôi không dùng các cái chỉ báo phân tích kỹ thuật. Vâng, anh Vũ Văn Thanh có hỏi có ý kiến gì về Dagoco không thì Phục không ý kiến gì nhá. Bởi vì con này thực sự mà nói thì giá lợn thì nó cũng được hưởng lợi đấy, nhưng mà vẫn còn nhiều, rất nhiều vấn đề. PB bằng 2 khoảng 34, bạn Hiếu bảo là con ACB đúng không ạ? Thì thực ra PB chỉ có thể bằng 2 lần đối với ACB trong một thời kỳ kinh tế đi lên thôi. Thì trong ngắn hạn chúng ta không thể kỳ vọng nó tăng cao như thế. Thì đây là chúng tôi nói với mục đích đầu tư dài hạn, bạn Hiếu nhé. Chứ không phải là nói việc chết đinh mà sắp tới nó có thể lên 34 đâu. Điều này rất khó trong cái chu kỳ suy thoái hoặc là trong cái nền kinh tế yếu. Bạn sống cho quá khứ thì cho ra hỏi rằng là đánh giá giá dầu thế giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến PLX và GAT trong thời gian tới. Giá dầu thế giới trước tiên là rất khó dự báo. Chúng tôi cũng cho rằng là không dự báo được luôn. Thực sự rất khó dự báo. Không ai có thể ngờ giá dầu có lúc âm 38 đô. Rồi chỉ nửa tháng sau, một tháng sau lên 32 đô. Tức là quay một cách chóng mặt luôn. Rất khó dự báo. Thì tất nhiên như này, giá dầu mà giảm mạnh hay tăng mạnh cũng đều ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp PLX hay GAT. Thì đặc biệt nó ảnh hưởng rất mạnh đến GAT. Bởi vì GAT là một công ty vừa sản xuất khí lại vừa đi tiêu thụ khí. Thì vừa đi bán khí lẻ khí đấy, rồi bán buôn khí. Thì nếu mà giá dầu giảm mạnh thì chắc chắn là giá khí nó cũng giảm theo. Và GAT sẽ bị ảnh hưởng lợi nhuận rất lớn. Còn PLX thì cơ bản họ chỉ ảnh hưởng liên quan đến việc đánh giá lại hàng tồn kho thôi. Nếu mà giảm rất mạnh thì họ trích lập hàng tồn kho. Ví dụ quý 1 vừa rồi PLX thì giảm giá hàng tồn kho đâu đó nó lên khoảng độ 2.500-2.600 tỷ lỗ. Do cái việc giảm giá đột ngột như thế. Bởi vì khi giá dầu, ví dụ giá xăng giảm từ 20.000 về 11.000 chẳng hạn, ví dụ thế, thì những cái lượng hàng mà tồn trong kho của PLX trước đó nó nhập, giả định nó nhập giá 4.18-19 ý, thì nó sẽ bị lỗ một khoảng như thế. Thì quý 1 vừa rồi PLX lỗ hơn 1.000 tỷ. Tuy nhiên nếu mà ngược lại giá xăng dầu mà tăng thì PLX lại được lãi từ cái việc hàng tồn kho đó. Hàng tồn kho đó. Thế thành ra với PLX thì nó chỉ là bị ngắn hạn mà thôi. Và bị một lần mà thôi. Quý 2 này nếu mà giá xăng không giảm thì quý vị sẽ nhìn thấy PLX sẽ lợi nhuận trở lại khoảng gần 1.000 tỷ, quanh mức 1.000 tỷ. Đó, thì đấy là PLX. Còn GAT thì bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Ok, mình sẽ trả lời một số câu hỏi sau. Nhiều bạn hỏi đánh giá thế nào về PNG. Thì thực sự mà nói đối với tôi nghĩ rằng cổ phiếu PNG trong dài hạn là rất hấp dẫn. Rõ ràng ngành nghề của nó là một ngành nghề cũng có tăng trưởng tốt. Và đây là một công ty có vị thế đầu ngành luôn. Có thể nhiều bạn cho rằng là quản trị hay là điều hành hay mọi thứ của nó vẫn chưa thực sự xuất sắc. Thì đấy là bạn so với một cái mức tuyệt đối nào thôi. Còn so với các cái công ty cùng lĩnh vực thì rõ ràng PNG là một cái công ty làm cái điều đó tốt nhất. Nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng Covid-19 này, kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ trang sức, vàng bạc, trang sức, đồ xa xỉ như PNG bán. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng cổ phiếu PNG với giá hiện nay, PE đâu đó nó cũng khoảng lên khoảng độ 12-13 lần gì đó thì chúng tôi, 13-14 thì 13 thì chúng tôi cho rằng nó cũng ở mức giá hợp lý thôi. Chứ nó không thực sự gọi là quá hấp dẫn, quá rẻ. Nó là mức hợp lý. Còn nếu tầm nhìn dài hạn thì dĩ nhiên mua cổ phiếu này nó vẫn có lợi nhuận thôi. Giá hợp lý không phải không có lợi nhuận đâu nhé. Giá hợp lý là đạt một cái mức lợi suất chiết khấu hợp lý. Ví dụ bạn yêu cầu 10% một năm chẳng hạn thì giá 70 là hợp lý. Thì bạn cứ đầu tư khoảng 5 năm tới thì mỗi năm bạn sẽ được 7% chẳng hạn. Thì đấy là giá hợp lý. Đó. Bạn Nguyễn Tân có hỏi nên vào VIX hay VHM không đúng không ạ? Xin thưa các bạn, cổ phiếu VIX thì rất là khó phân tích, rất là khó định giá. Thì chúng tôi cũng không biết là, thực sự cũng không biết giá trị thực của cổ phiếu này trong khoảng nào, nó rất khó. Bởi vì VIX không chỉ là kinh doanh bất động sản không, nó còn kinh doanh liên quan đến VinFast chẳng hạn, đó là xe ô tô, hay VinSmart sản xuất điện thoại, hay thậm chí gần đây là nó liên quan đến việc lại còn thậm chí còn sản xuất máy thở, rồi rất nhiều các thứ khác, rồi là VinSchool, rồi VinMec, rồi là VinUniversity, rồi rất nhiều các cái công ty còn. Và thực sự mà nói, nếu mà trên góc độ một nhà đầu tư định hướng một cách rõ ràng về dài hạn, hiểu rõ doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là VIX là rất khó hiểu rõ. Còn VHM thì rõ ràng là nó phụ thuộc rất nhiều vào VIX. VIX là mẹ thôi.
VSM là một công ty bất động sản tốt nhất Đông Nam Á chứ không phải tốt nhất Việt Nam. Tôi xin tuyên bố là như vậy. Thực sự là như vậy. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản ở Đông Nam Á, kể cả Singapore các thứ rồi. Thì VSM phải nói nó có một vị thế khác biệt hẳn so với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đó. Còn các cái công ty lớn của Singapore hay là Malaysia, Thái Lan bất động sản ấy, thì nó cũng có những đối thủ ở nước nó cũng không bị tách biệt nhiều như Vinhome so với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên là như đã nói, Vinhome là con của Vincom. Thì do đó nếu mà các cái dự án khác của Vincom mà đang bị ngốn chi phí rất nhiều, ví dụ như là VinFast chẳng hạn, thì rõ ràng là Vinhome họ sẽ điều chuyển lợi nhuận, và quả thực chúng ta sẽ không nhận được cổ tức đáng kể từ Vinhome đâu. Còn rõ ràng doanh nghiệp Vinhome này chiếm có trong tay 150 triệu mét vuông đất sạch, thì chúng tôi cho rằng đây là một quỹ đất rất lớn và định giá hiện tại còn hấp dẫn cơ. Đó. Đấy, nhưng mà nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đó là công ty mẹ. Đó. Bạn Phạm Thế Hoàn có hỏi có thể chỉ cho cách đầu tư chứng khoán một cách hợp lý không? Thực sự cái này đó là một quá trình rất dài bạn ạ. Bạn phải học từ những khái niệm ban đầu về chứng khoán, về thị trường chứng khoán, rồi là các lệnh giao dịch, rồi là mở tài khoản ở đâu, nộp tiền như thế nào, và nên mua cổ phiếu nào, có những trường phái nào. Chứ chúng tôi không thể nói qua vài câu mà có thể là đầu tư một cách hợp lý thật. Tất nhiên là ở trên cái kênh YouTube Chứng khoán TV gạch ngang AZFIN của chúng tôi đây ạ. Thì nó Chứng khoán TV đấy ạ, gạch ngang AZFIN của chúng tôi, thì có một cái series mới cho nhà đầu tư mới rất nhiều ở đây ạ. Mời quý vị và các bạn có thể vào, có thể theo dõi ạ. Có thể theo dõi ạ. Bạn Vô Lê Nguyễn có hỏi, cho em hỏi là ngày đăng ký cuối cùng nếu mình bán cổ phiếu thì có nhận cổ tức không ạ? Hay phải mua ngày đăng ký cuối cùng thì mới nhận được cổ tức? Ngày đăng ký cuối cùng nếu bạn bán, bạn không nhận được cổ tức. Ngày đó bạn mua bạn sẽ nhận được, hoặc là ngày đó bạn vẫn giữ bạn sẽ nhận được. Còn ngày chốt trả ấy, ngày mà giá nó điều chỉnh ý, thì ngày đó người mua sẽ không nhận được. Đó. Còn ngày đó giá mà chưa điều chỉnh là người mua nhận được. À đúng rồi, người mua nhận được, hoặc người giữ cổ phiếu nhận được. Bạn Trần Đức Thắng có hỏi là Vietinbank ạ. Thì thực sự mà nói thì tuy là chúng tôi đánh giá không quá cao về cái quản trị rủi ro cũng như chất lượng tài sản của Vietinbank, nhưng rõ ràng đây là một ngân hàng đang được định giá rất rẻ so với vị thế của nó. Dù sao nó cũng là một trong 3-4 ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, với cái quy mô tín dụng lên đến cả triệu tỷ đồng, gần 1 triệu tỷ đồng. Và cái lượng khách hàng rộng khắp, cộng thêm chi nhánh của nó chỉ rộng thứ hai ở Việt Nam sau Agribank thôi. Thì cái ngân hàng này còn rất nhiều các cái tiềm năng để phát triển. Tôi nghĩ Vietinbank không kém BIDV là mấy đâu ạ. Nhưng trong khi định giá hiện tại, chúng ta thấy rõ ràng Vietinbank chưa bằng nửa BIDV và chưa bằng 1/3 của Vietcombank. Thì với một ngân hàng như thế, chúng tôi cho rằng là cái rủi ro downside, tức là giảm giá của Vietinbank nó không quá lớn. Nhưng mà nếu Vietinbank có thể xử lý tốt về nguồn vốn cũng như là về việc tăng tỷ lệ vốn để đáp ứng cái Basel 2, thì rõ ràng Vietinbank là một lựa chọn không hề tồi đâu ạ, thậm chí rất hấp dẫn. Đó, bạn lưu ý Vietinbank ở trường hợp đó. Bạn Phú Lê có hỏi cho ngân hàng Liên Việt ngắn hạn, thì xin thưa với bạn, ngắn hạn chúng tôi không đoán được thị trường thế nào đâu ạ. Cái điều này là điều không khả thi, chúng tôi không làm được điều này. Nếu chúng tôi mà làm được ngắn hạn mà đoán được cổ này tăng 10-20% thì chúng tôi sớm thành tỷ phú đô la rồi. Bạn Nguyễn Trọng Trung hỏi HPG có lên được nữa không, thì thực sự cái này tôi không dám phán đoán ạ. Chúng tôi cho rằng ngắn hạn thì bạn phải tính như này, giả định bạn mua giá 26 thì bạn kỳ vọng bao nhiêu? Kỳ vọng 30 chẳng hạn. Thế nếu nó giảm giá thì về bao nhiêu? Ví dụ về 22 chẳng hạn. Thì như vậy là rõ ràng là cái phần thưởng là 4 giá trên rủi ro là 4 giá. Ví dụ như thế nhé. Thì là không hấp dẫn. Còn nếu bạn nghĩ rằng là vào Hòa Phát giá 26-27 này, bạn nghĩ rằng nó có thể lên 40 trong khi nó giảm giá chỉ là 20-22 thôi, thì rõ ràng phần thưởng nó sẽ lớn hơn rủi ro. Đấy là cái cách chúng tôi tư duy nếu mà có đầu tư ngắn hạn. Còn thực sự ngắn hạn chúng tôi không biết nó có lên được hay không. Và cách đây ví dụ hơn một tháng, cuối tháng 3 đầu tháng 4 chẳng hạn, không ai nghĩ Hòa Phát từ giá 16-17 có thể lên từ giá 27 như bây hiện nay, có thể lên đến 72%. Không ai nghĩ được điều đó cả. Còn về dài hạn thì chúng tôi cho rằng Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu hấp dẫn. Nếu bạn nào theo Hòa Phát rất lâu dài rồi thì chúng tôi nghĩ cũng không nên bán điểm gì cả. Để cổ phiếu này nếu có điều chỉnh sâu thì chúng ta lại nhặt thêm thôi.
Đó. Và Hòa Phát hấp dẫn như nào tôi cũng đã nói ở đoạn trước. Đó là để chỉ trong vòng 3, 4 đến 5 năm nữa thôi, sản lượng Hòa Phát sẽ gấp 3 lần giai đoạn 2016-18. Thì khi đó nếu thị trường hoạt động trở lên ổn định thì lợi nhuận của Hòa Phát hoàn toàn có thể đạt từ 20 đến 25 ngàn tỷ, thậm chí cao hơn. Đó thì định giá của phiếu Hòa Phát khá hấp dẫn. Và Hòa Phát có một cơ cấu tài chính chúng tôi đánh giá là tuyệt vời, cho dù mở rộng rất mạnh như thế nhưng tỷ lệ nợ vay vẫn tương đối thấp, khả năng làm ra tiền rất tốt và cái việc trả nợ của nó rất là khỏe. Chúng ta không phải lo về cái vấn đề tài chính của Hòa Phát. Đó. Còn trong ngắn hạn nó tăng rất nóng, rất sốc như thế thì với cái quan điểm thận trọng của chúng tôi thì chúng tôi tạm thời không vào nó. Tư duy đầu tư phân bổ như nào cho hợp lý, đúng không ạ? Bạn nhà của Vin cho biết, đúng không ạ? Hỏi như thế. Thì phân bổ đầu tư thì chúng tôi có một cái clip ở trên kênh YouTube là Chứng khoán TV gạch ngang AZFIN Việt Nam. Đó là nhà đầu tư nên mua những cổ phiếu nào, như thế nào và phân bổ ra sao thì chúng tôi nói rất rõ ở trong cái clip đó. Bạn có thể vào cái clip đó tham khảo. KDC Kinh Đô à? Tôi nghĩ rằng đây là một doanh nghiệp có lãnh đạo khá tốt nhưng mà cái co của nó thì hiện tại không được khỏe cho lắm. Ngày xưa co bánh kẹo nó rất khỏe. Nhưng mà do cái ngành bánh kẹo ở lĩnh vực bánh kẹo có thể tăng trưởng không tốt nữa, nó bán được với giá rất hời cho cái thằng Mendenep gì đấy của Mỹ, với giá rất cao và trả cổ tức rất lớn. Nhiều người cứ bảo bán mất co tức là mất linh hồn, nhưng tôi nghĩ rằng nó bán với giá rất cao như thế trong khi co nó không kỳ vọng tăng trưởng thì cũng là một cái điều rất tốt và nó chia cổ tức rất lớn cho chúng ta. Tuy nhiên trong tương lai thì mảng dầu ăn là mảng co của KDC, nhưng mà thực sự chúng tôi chưa nhìn thấy điểm sáng ở mảng này. Bởi vì cạnh tranh trong lĩnh vực dầu ăn rất lớn, ngoài ra thì cái xu hướng chiên không dầu chẳng hạn thì để bảo vệ sức khỏe của người ta đang lên rất nhiều và rất nhiều người họ bây giờ họ không dùng nhiều dầu nữa đâu ạ. Thế do đó ngành dầu ăn chúng tôi cho rằng cũng rất khó khăn để có thể mang lại lợi nhuận lớn dài hạn cho KDC. Trong khi đó mảng mì tôm của KDC thì thực sự mà nói thì nó không phát triển được. Mì tôm của KDC nói fail thì không phải thôi nhưng mà nó không thành công được. Và nó không mang lại lợi ích xứng đáng. Mảng kem của KDC thì chúng tôi nghĩ nó đã tăng trưởng đến mức tới hạn rồi. Cái việc tăng trưởng thêm rất khó. Rất khó để tăng trưởng thêm. Thế do đó KDC để mà đầu tư dài hạn mà tốt thì chúng tôi nghĩ nó ở mức trung bình thôi. Nó cũng không phải là quá tốt. Bạn Mậu Trí có hỏi lợi nhuận của các công ty cổ phần hàng năm thì chủ tịch không được bỏ túi riêng hả anh? Vậy chủ tịch cũng ăn lương thù lao à? Thì tất nhiên rồi. Chủ tịch có lương của chủ tịch, ngoài ra thì có một cái cơ chế gọi là thưởng. Ví dụ thưởng vượt kế hoạch thì được bao nhiêu, hay là thưởng các cái vấn đề thưởng khác. Rồi là thường thì sau mỗi năm làm ra lợi nhuận sau thuế, ví dụ ở lĩnh vực ngân hàng thì người ta thường trích quỹ phúc lợi quen thưởng 10-15% lợi nhuận sau thuế. Vietcombank thì trích 20%. Ví dụ Vietcombank lợi nhuận khoảng độ 18.000 tỷ sau thuế thì họ trích khoảng độ 3.600 để thưởng cho hội đồng quản trị, cho cán bộ công nhân viên, cho tất cả mọi người. Đó thì lợi nhuận thực của nhà cổ đông thì nó cũng chỉ còn khoảng 14.400 thôi chẳng hạn. Thì đấy, ví dụ trường hợp như đấy. Còn chủ tịch thì họ có cơ chế của họ. Mỗi năm lương là bao nhiêu. Còn nếu chủ tịch mà tham gia điều hành thì họ lại có cả lương điều hành. Còn nếu không thì họ hưởng mấy chục triệu một tháng. Và nếu mà công ty làm ăn vượt thưởng thì nó có quy định ở nghị quyết đại đồng cổ đông thì sẽ được thưởng thêm bao nhiêu. Huy Hoàng muốn hỏi gắn Thiên Long đúng không? Chúng tôi cho rằng Thiên Long là một trong những doanh nghiệp tốt hàng đầu Việt Nam từ xưa đến nay. Và định giá hiện tại nó cũng khá hợp lý. Tuy nhiên có một điều là triển vọng trong tương lai của Thiên Long có thể là bị thử thách đấy. Bởi vì xu hướng người ta dùng công nghệ thông tin, người ta trực tuyến hóa, người ta online hóa thì rõ ràng là một số các cái sản phẩm của Thiên Long cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Đó, sẽ chậm lại. Và đầu tư Thiên Long thì bạn cần phải kiên nhẫn. Đó, kiên nhẫn. Thì doanh nghiệp này vẫn là một trong những doanh nghiệp tôi đánh giá là top mấy chục doanh nghiệp tốt nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bạn Yến Lê có hỏi là MW còn dư địa không đúng không ạ? Thì xin thưa với bạn, MWG dư địa còn rất lớn chứ không phải còn dư địa hay không nữa. Mảng liên quan đến hàng tiêu dùng của nó tăng trưởng rất mạnh. Mảng rất kinh khủng. Đó. Quy mô nó cả vài chục tỷ đô cơ. Rất mạnh. Đó. Còn CSV thì bạn Thanh hỏi thì rõ ràng đây là một cổ phiếu ăn cổ tức rồi. Thì việc tăng trưởng của nó có thể xảy ra nhưng không lớn. Tuy nhiên CSV có một rủi ro sắp tới là khó có thể trả cổ tức quá cao. Đó là nó chuyển trụ sở. Thì khi chuyển trụ sở thì chi phí xây dựng rất lớn. Thế do đó là dòng tiền hiện tại nó sẽ ưu tiên vào việc cho việc xây dựng các cái cơ sở hoạt động kinh doanh mới nhiều hơn.
À, Mậu Chí hỏi vậy sao thấy các chủ tịch giàu vãi, bởi vì họ chỉ tưởng lương cái thứ thôi. Thì rõ ràng tôi và hay là bạn Mậu Chí mà làm doanh nghiệp thế thôi thì lương chúng ta chỉ là phụ thôi, bởi vì họ còn rất là nhiều các cái màu mè khác mà nó không hiện lên, còn lợi nhuận là cái cuối cùng búc lại thôi. Tuy nhiên là nếu mà chủ tịch họ phe thì tức là cổ đông cũng có phần và họ cũng có phần, chung là họ ăn hết và cổ đông không có gì, thì chúng ta dựa vào cái việc họ đối xử với cổ đông như thế nào chúng ta đánh giá. Còn rõ ràng là tôi biết được nhiều doanh nghiệp niêm yết ý, riêng chủ tịch một năm thu nhập còn cao bằng lợi nhuận của cả công ty một năm cơ, thậm chí cao hơn cơ. Đó. Thì đấy là cái chuyện bên ngoài, thì chuyện đấy nói chung nó cũng khó tránh, nhưng tuy nhiên là chúng ta phải xem là họ sẽ đối xử với chúng ta như nào. TCB đánh giá dài hạn hả? Rõ ràng cổ phiếu TCB thì chúng tôi cho rằng đây là một ngân hàng hàng đầu trong cái lĩnh vực công nghệ, phát triển họ phát triển công nghệ, phát triển các sản phẩm mới rất tốt. Thì rõ ràng là TCB là một cổ phiếu rất đáng quan tâm trong dài hạn. Tuy nhiên là chúng ta hãy mua nó khi, nếu chúng ta đã quan tâm dài hạn thì chúng ta phải mua theo kiểu dài hạn. Đó là chúng ta hãy đầu tư vào những lúc giá nó sụt giảm sâu thì đấy là cơ hội. Còn khi một khi nó đã tăng mạnh rồi thì chúng ta lên cũng nên cẩn trọng. Đó. Yến Lê hỏi là giai đoạn này thầy có đánh giá dòng tiền nhà tạo lập không? Thì về dòng tiền thì AZFIN không mạnh cái quả này. Thì AZFIN rất là mạnh về phân tích cơ bản định giá cổ phiếu thôi. Còn dòng tiền thì AZFIN không mạnh, chuyện này thì chúng tôi không 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 dám trả lời cái câu hỏi này. Đó. Phạm Thế Hoàn có hỏi là anh có thể nói về cách đầu tư chứng khoán hợp lý không ạ? À đúng rồi, lúc nãy mình có trả lời đấy. Bạn có thể vào kênh chứng khoán TV gạch ngang AZFIN, bạn tham khảo các cái kiến thức chứng khoán cho người mới hoặc các cái clip chúng tôi đã up lên đấy để giải đáp nhà đầu tư rất nhiều. Thì bạn sẽ học hỏi được rất nhiều, còn bể nói cách đầu tư hợp lý trong vài câu thì chúng ta không thể nói được. Bởi vì thực tế mà nói tôi đã mất khoảng độ gần 10 năm tôi mới tìm ra được cái chiến lược đúng cho mình để có thể tự tin rằng là chúng ta có thể chiến thắng trên thị trường. Chứ nó không nhanh đâu ạ. Còn nếu bạn học nhanh thì tôi nghĩ cũng phải mất khoảng độ 1 đến 2 năm. Đấy là rất nhanh. Rất nhanh. Còn bạn nào mà học nhanh được hơn thì tôi nghĩ là thiên tài. Còn trong chứng khoán thì tôi xin phép nói một câu, đó là không có thần đồng trong thị trường chứng khoán này. Đó. Không có thần đồng. Newton hay mấy ông rất giỏi đấy, có thể tính toán chuyện chuyển động của các thiên thể, nhưng mà các ông không thể tính toán được thị trường chứng khoán nó điên rồ như thế nào trong ngắn hạn đâu. Bạn Ngô Sám có hỏi HVN có mua được không? Xin thưa với bạn, HVN là một trong những cái trọng tâm bị ảnh hưởng nặng nề nhất và còn lâu nó mới khôi phục. Tôi xin trao đổi với bạn như thế. Thì tôi cũng chỉ xin trích dẫn quan điểm của cụ Buffett nói về ngành hàng không ở trên thế giới. Đó là ngành hàng không của Mỹ 3 năm tới không biết nó có về cái mức trước khi Covid không. Thì riêng cái điều đó tôi đã thấy cái sự khó khăn của ngành này rồi. Và rõ ràng bạn thấy Covid xong rồi mọi người có đi máy bay mấy đâu. Vẫn đi rất ít, mà để mọi người đi tấp nập trở lại thì còn lâu lắm. Ngoài ra thì Covid này nó cũng sẽ làm mọi người họp online nhiều hơn. Ngày trước tôi thấy một số các cái anh bạn của tôi hay đi công tác Sài Gòn các nơi, nhưng gần đây các anh ấy bớt rồi. Bởi vì các anh họp online các anh thấy rất hiệu quả, không cần phải vào đấy họp nữa. Những cái gì rất cần thiết phải có mặt trực tiếp thì các anh mới vào. Ngoài ra thì giá cước máy bay, rõ ràng các bạn thấy rằng giá cước máy bay đang giảm rất mạnh. Đang giảm rất mạnh. Các nhà hãng hàng không không có lợi nhuận đâu. Không hề có lợi nhuận. Và để giá cước mà tăng trở lại có lợi nhuận thì chúng tôi nghĩ là còn lâu lắm. SHB à? Thì SHB là một ngân hàng, nói chung là chúng tôi không không chưa đánh giá cao lắm về chất lượng tài sản của nó. Chất lượng tài sản của nó vẫn còn rất nhiều nợ xấu VINC này. Rồi nợ xấu tiềm ẩn nó cũng còn khá nhiều này. Các khoản phải thu nó khá lớn này. Tỷ lệ nợ xấu cao này. Thế thành ra về mặt SHB thì chúng tôi cho rằng các bạn nếu đầu tư dài hạn nên tránh nó. Hãy tập trung vào những cái ngân hàng hàng đầu đi ạ. Vietcombank này, MB này, ACB này, Tech này, đúng không ạ? Đấy là những ngân hàng hàng đầu chẳng hạn. Đó. Đó, thì trên đây là tôi đã giải đáp với quý vị và các bạn trong cái chủ đề là cách tính giá tham chiếu ngày chốt quyền đặc biệt, cũng như là ý nghĩa của cái việc trả cổ tức tiền mặt như thế nào, rồi là có nên đầu tư cổ phiếu vào giai đoạn nào hay không. Thì hẹn quý vị và các bạn trong một cái buổi cuối tuần tuần sau nhé.
vẫn 9 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng tôi sẽ livestream để giải đáp các cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì sau đây thì xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cần gì thắc mắc thì có thể chat ở dưới page của AZFin Việt Nam, hoặc là quý vị và các bạn vào theo dõi các cái clip YouTube đây ạ, kênh Chứng khoán TV ạ. Đâu ạ? Vâng, kênh Chứng khoán TV của chúng tôi đấy ạ. Đó, kênh Chứng khoán TV đây có rất nhiều các cái clip hữu ích có thể giúp quý vị và các bạn theo dõi ạ. Đấy ạ, rất nhiều ạ. Ví dụ như là xem xét mô hình kinh doanh của các cổ phiếu VN30 này, hay là công ty 5 công ty chứng khoán tốt nhất thì chúng ta nên mở tài khoản như nào này, hay là mới đầu chứng khoán cần bao tiền này, hay là mới tham gia chứng khoán nên mua cổ phiếu nào này, có rất nhiều. Rồi thậm chí có rất nhiều các cái bài phân tích hay. Rồi ví dụ như là bài khủng hoảng kinh tế chẳng hạn thì nên đầu tư vào đâu, ngành nào, đúng không ạ? Đó, vân vân, có rất nhiều các cái phần ở đây ạ. Quý vị và các bạn có thể theo dõi ở trên kênh Chứng khoán TV gạch ngang AZFin Việt Nam. Thì sau đây là chào quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi hẹn quý vị và các bạn một tuần sau ạ, để chúng ta gặp lại ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.